Người ta nói không quan gia không thành vợ chồng. Bây giờ có ba cặp vợ chồng lại có một cặp ly dị. Tôi không hiểu tại sao người ta vẫn còn dại dột đòi đám cưới. Thực tế là cái cớ chúng ta vẫn còn là bạn phải không? Tôi rất nghiêm túc trong tình cảm. Thật ra cũng đơn giản thôi. Yêu một người thì đám cưới với người đó. Cho nên tôi và vợ tôi mới gặp nhau đã yêu. Đám cưới chớp nhoáng. Anh có muốn lần đầu tiên hẹn hò thì tới trễ. Ban đầu cũng vui vẻ lắm. Sau đó thì màu chân có nhiều vấn đề. Vừa nhỏ như hạt đậu. Thì ra nữa đi sao? Tiệm mấy cô này đều giống nhau. Em tìm đến chóng cả mặt. Sao anh không nói rõ em biết anh ở tiệm nào chứ? Còn phải đợi bao lâu nữa? Sao nói là tranh thủ về nhà má ăn cơm? Bỏ đi không mua nữa. Anh ta bãi đồ xe lấy xe. Em chờ nữa đi. Hay là theo anh đi lấy. Rõ ràng chúng ta đang đi chung, em giận lấy làm gì chứ? Anh thấy chúng ta đi chung hồi nào? Em cứ nói ngại ngược như vậy anh không biết nói sao nữa. Sao cái này bị trầy hết vậy hả? Ôi, anh thích cái này nhất đó. Hết sản xuất lâu rồi, không còn bán nữa. Bao nhiêu tiền cũng không mua được đâu. Bởi vì anh về trễ hay sao? Bởi vì anh lo cho cái đó còn nhiều hơn lo cho em. Cộng thêm bạn gái cũ. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I... Càng cao, đám cưới mới càng trân trọng hơn, giống như cậu tôi vậy. Quan gia đối đầu biến thành xui gia. Kiểu hôn nhân này xảy ra nhiều lửa tình nhất. Vừa thôi nha. Phụ nữ vừa ngang tàng về đánh giá như cô hiếm thấy lắm đó. Muốn kiếm người cưới cô sao khách sáo quá. Tức là cầm một đô đi ăn cơm. Tức là sao? Làm ơn đi. Tôi nghĩ không quan thì không thành vợ chồng. Cho nên bây giờ đám cưới và ly dị càng lúc càng phổ biến. Đám cưới là tỏ tình với người mình yêu, còn ly dị là lẩn tránh tổn thương lớn hơn. Nhưng ly dị có đúng là giải quyết được vấn đề không? Tôi ly dị bởi vì muốn chữa cơn đau. Chứ là cảm thấy đau quá thì phải giảm đau thôi. Thật ra một nam một nữ sau khi đám cưới rồi, làm sao mới có thể chung sống đến trăng long đầu bạc đi. Bộ phim Oan gia nan giải phát sóng lúc 11 giờ từ ngày 17 tháng 6 trên kênh SCTV 9.